A liên quan về an đề hết thứ nhất chốt an đề hết phải có nhóm gì C H O ổn chưa, ổn cái gì? 5 phớt 5 phớt 8 gam an đề hết no đơn thì nhớ giùm em, no là CN H2N cộng cộng 1. Có no đơn, đơn là bao nhiêu nhóm này? CHO luôn luôn nhớ giùm em. No là thằng này nè, CNH2N cộng 1 tác dụng với AgNO3 xẹt H3 chọt cái mũi tên ra 21 phớt 6 gam Ag kết tổ xác định hằng hằng yết quá dễ. Thì bước đầu tiên nha, đang giải theo kiểu lý thuyết nha, CnH2n cộng 1 CHO cộng Ag NO3 cộng NH3 chọt cái mũi tên ra đọc ráp cái chữ R đó thành CnH 2 2n cộng 1 cho lại CnH2n cộng 1 COONH H4 cộng A AG kết tổ cộng NH4 NO O3 cân bằng y chang luôn. Đọc hệ số 1 2 3 1 2 2. Bắt đầu nhớ những cái hệ số này để làm trắc nghiệm cho lẹ. Được chưa? Bắt đầu M nhỏ có chưa? Tiếp tục, M lớn tính được không? Tính cho loại ra M lớn này ra nhiêu? Cái này có phải 12 nhân 2 nhân N không? Đây thêm 2N nữa ra bao nhiêu? 14N cộng 1 cộng 12 cộng 1 cộng 16. Bấm đi. Ba chục. 30. Tiếp tục, hôm nay 101008. Bắt đầu nhìn kỹ nè. Hôm nay nếu thằng này mấy mol? 1 thì thằng này mấy mol? Cứ nhân chéo chia ngang. Này 1 mol nè, thì này đồng nghĩa mấy mol? 2. Được chưa? Rồi bắt đầu nhìn nè, cái m nhỏ chưa? Cái m lớn chưa? Tính số mol động thức bằng em mà nhỏ chia mà lớn bằng 5 phớt 8 chia mà lớn đi nhiêu? 14n cộng cộng 30. Số mol thế vô đây nè, thấy chưa? Nhân chéo chia ngang đi, lấy thằng này nhân mấy chia mấy, vậy lấy thằng này nhân 2. Mà này là gì? Số mol đúng không? Số mol này có không? Tính được không? Bằng N bằng M chia M lớn bằng nhiêu? 21,6 chia 108 bấm không bức máy. 2. Không bức 2 vậy này bằng bao nhiêu? Không phớt 2 cắt 1 cắt 2 nè. Tính được số mol này không? Thế vô đây ra nhiêu? Không phớt 2 bắn qua đây nhân 1 chia 2 ra bao nhiêu? Không phớt 1. Có số mol chưa? Áp dụng công thức N bằng M chia M lớn bằng 5 phớt 8 chia 14N cộng 30 bằng bao nhiêu? Không phớt 1. Hai cách này như nhau. Xong bấm máy tính. Làm ơn chuyển qua một vế rồi bấm shift son. N bằng bằng 2 rồi bắt đầu viết lại cái công thức của người ta ra. CNH2N cộng 1 CHO. Thế cái chỗ nào có N bằng số 2 vô ra C2H nhân 2 cộng 1 CHO rồi chọn đáp án.